Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để chia sẻ với anh em là cách chung sức nhận quà một cách nhanh nhất. Đây, thứ nhất là cái chung sức nhận quà như nào. Có rất nhiều anh em là không để ý, cái này nó rất hay. Anh em sẽ vào cái mục sự kiện là ấn vào cái hộp quà này chỗ 9209 này, ấn vào đây. Tiếp theo anh em ấn vào shop ưu đãi. Tiếp theo ấn vào xem ngay. Đây, thì cái sự kiện này thì nó có rất nhiều cái trang phục. Ví dụ như skin của Quillen này, skin của Butterfly, skin của Achit, nói chung là khá là nhiều các cái ứng dụng hay. Thì cái này, đây, cái này sự kiện này thì của mình là xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào một cái app mà sự kiện nó chưa xong. Anh em cứ tạo ra tầm 20 cái app. Mình thì có tầm 450 cái thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ vào một cái app mà chưa xong đi. Bây giờ vào một cái app nào chưa xong. Longin. Cách làm như nào để chúng ta có thể là làm nhanh nhất để nhận một con trang phục miễn phí của Garena. Đây, ok. Chúng ta sẽ ấn vào cái mục đó này. Vào đây rồi này. Thôi, mất điện rồi. Không sao anh em ơi. Mất điện thì kệ mất điện. Mất điện thì chúng ta vẫn chinh chiến được. May quá mình không đang livestream. Đấy. Thì ví dụ như cái con này, nó đang cần 55 quân huy. Thì chúng ta sẽ gõ vào đây, sao chép cái mã này lại. Chúng ta sẽ vào cái mục mục chat và chúng ta sẽ chat là chéo chéo chung sức nhận quà. Thì sẽ có rất nhiều anh em là sẽ chéo. Và sau đó chúng ta sẽ ấn vào hạ giá bạn cho bạn bè. Sau đó chúng ta sẽ nhập một cái mã nào đấy. Đây, ví dụ như đây. Chung sức. Đây là một cái app khác của mình. Cái gì đấy? Nó bắt tắt trang. Sorry anh em, mình chưa để mạng. Rồi. Nó vừa bị mất mạng. Bây giờ mình phải loát lại anh em ơi. Không sao cả. Vừa lúc nãy thì chúng ta sử dụng wifi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là 4G. 32. Xác nhận. Giúp. Chúng ta sẽ giúp người khác. Thì chúng ta sẽ tự hạ được cho chính mình. Ví dụ như giúp được cho một cái ác mà được 2 quân huy thì mình sẽ tự hạ giá được cho mình là được 2 quân huy. Mỗi một ngày thì chúng ta sẽ giúp được 2 lần. Và khi chúng ta giúp 5 lần thì chúng ta lại tiếp tục lại được một lượt hạ giá nữa. Đấy. Ok, thế là cái sự kiện chung sức của chúng ta như vậy là đã thành công. Bây giờ là vẫn còn tầm mười mấy ngày nữa là sẽ kết thúc cái sự kiện này, 18 ngày nữa, không sao. Anh em nào mà thấy khó khăn quá thì bình luận ở bên dưới video. Anh em có thể là ấn vào cái mục này, ấn vào tìm bạn. Anh em sẽ gõ gõ các cái app phụ của mình ấy. VCD, Game TV. Ví dụ như là 7 đi. Ok chưa? Ấn tìm kiếm. Đấy. Đây là một cái app phụ của mình.
Anh em có thể gõ từ VCD Gen TV 1 đến bao nhiêu nhỉ? Đến 28. Hiện tại đang là 28 rồi. Bây giờ sửa 28. Tìm kiếm. Cái ác này thì mới đang chơi thôi, chơi 13 trận thôi. 100% tỷ lệ thắng. Thì là từ các cái ác phụ đấy anh em tạo ra, là sau đó là anh em sẽ tự chung sức cho anh em rất là nhanh. Đây, ví dụ như này, con máy này của mình là nó có luôn được hiển thị được nhiệt độ luôn đấy. Hiện tại nó đang 37 độ C, mặc dù là trời đang mưa nhưng mà cũng cũng là khá là nóng máy. Đấy, thế là cái sự kiện thứ nhất là cái sự kiện chung sức. Đấy là vấn đề sự kiện chung sức. Còn toàn bộ các sự kiện thì chúng ta vẫn ấn vào đây. Sau đó chúng ta cứ đến cái mục nào mà nó có cái dấu đỏ thì chúng ta sẽ ấn vào. Ví dụ như đăng nhập tháng 10 này. Mình đăng nhập rồi. Khi anh em đăng nhập 45 ngày thì anh em sẽ được luôn một cái trang phục nhá. Đấy, được trang phục Richter này, được trang phục này là trang phục gì đây? Mình chưa phân biệt được, nhưng con này là con Kali này. Các cái nhiệm vụ đây anh em cứ ấn vào đây, bá chủ này rất nhiều. Khi anh em chơi 6 trận của một con tướng thì anh em sẽ được một viên ngọc cấp 3. Thì ở đây là sẽ kiếm được một viên này, hai viên này, ba viên này, bốn viên, năm viên, 6 viên, 6 viên ngọc cấp 3 rất là hay. Đây, toàn bộ các sự kiện nó sẽ nằm ở đây. Từ nhập gift code các thứ cũng ở đây hết nhé. Gift code thì anh em nào muốn nhập gift code, muốn có gift code thì anh em sẽ tải ứng dụng Boza về. Vào đó là xem video là anh em cũng sẽ có gift code để sử dụng. Thế thôi. Đấy là các cái vấn đề liên quan đến các cái sự kiện của Liên Quân Mobile. Và cách để chúng ta có thể là làm được cái nhiệm vụ nó ngon lành cành đào. Sorry anh em là hiện tại ở chỗ của mình là nó đang bị mất điện nên là nhìn hơi tối tí, nhưng không sao. Anh em có thể là ủng hộ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để cho nó sáng cái bóng điện lên. Đấy. Khi mình có đủ tiền đó là mình sẽ lắp một cái con gọi là một cái đèn tích điện. Ví dụ như đây và vừa mà mất điện phát là nó sẽ tự sáng lên luôn. Đấy. Ok. Thế thôi. Chúc tất cả các anh em thành công nhá.